Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món bê xào sả ớt nhé. Để làm bê xào sả ớt, các bạn chuẩn bị cho mình 250g bê, tỏi, hành, ớt, sả và các gia vị khác thì mình sẽ nói sau. Các bạn có thể dùng ớt cay hoặc là dùng ớt chuông, ớt ngọt đều được hết các bạn nhé. Và ớt sừng. Trước tiên thì các bạn sẽ thái cho mình các nguyên liệu này đã. Sau đó thì mình sẽ thái phần thịt bò sau. Đặt cho mình cái phần tỏi hành này. Băm nhỏ phần tỏi phần hành ra cho mình nhé. Cho mình nhé. Mình thái dài cái phần sả này ra. Này thì mình sẽ bỏ cái phần hạt bên trong đi. Ớt các bạn xắt khúc ra cho mình nhé. Cái phần thịt bê này các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Đây ạ, bì của bê đây ạ. Thái mỏng ra. Đây các bạn, bê khi mình thái xong nhá. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào đây. Các bạn cho vào đây cho mình một chút bột canh này. Không cần nhiều. Một chút hành lêm. Bột ngọt. Tiêu. Và một chút đường nữa nhé. Các bạn cho mình một ít dầu ăn nữa ạ. Ít hành tỏi mình cho vào mình ướp cùng. Trộn đều lên, các bạn ướp cho mình tầm 15 phút nhé, cho nó ngấm gia vị vào, sau đó thì mình xào lên ấy thì ăn nó sẽ vừa phải. Sau khi mình ướp cái phần thịt bê này được 15 phút rồi nhé, nó ngấm gia vị vào rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình xào ạ. Các bạn cho mình chảo lên bếp và mình cho vào đây dầu ăn ạ. Rồi và cho hành tỏi. Hành tỏi các bạn phi thơm lên cho mình nhé.
ướt thịt bê rồi cho nên là mình sẽ không cho nhiều dầu ăn cho nhiều quá đấy á. Và cái phần sả các bạn sẽ cho vào cho mình. Khi thơm hành tỏi và sả lên nhé. Khi hành tỏi sả này thơm rồi, các bạn sẽ cho mình cái phần thịt bò này vào nhé. Thịt bê quên này. Bê nó non thì chúng ta mới ăn được gì, chứ còn mà thịt bò thịt sâu ấy thì cái gì dày chúng ta sẽ không ăn được. Và các bạn là sẽ cho lửa khá khá to lên cho mình nhé, để xào thịt này nó không bị ra nước nhé. Vài phút là các bạn có được đĩa bê xào lóng hổi luôn, ăn với cơm hoặc là kể cả trong đám cỗ ấy thì chúng ta cũng hay xào thịt bê. Bê xào vừa chín tới ấy, thì nó sẽ ngọt thịt và ngon các bạn nhé, đừng xào kỹ quá nó sẽ dai. Và bây giờ mình sẽ cho phần ớt vào. Các bạn cho mình một chút nước mắm nữa cho thơm nhé. Không còn đỏ nữa là được các bạn nhé. Rồi như vậy là thịt bê của mình đã xong rồi ạ. Tắt bếp và mình cho ra đĩa nhé, là có thể thưởng thức được. Vừa chín tới thôi, nó sẽ ngọt thịt ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình cho cái phần thịt bê ra nhé. Các bạn là thích ăn ớt chuông ấy, thì chúng ta có thể cho cái ớt chuông thì nó sẽ được nhiều nhé. Còn như nhà mình là không thích ăn ớt chuông ấy, cho nên là chỉ cần cho một ít ớt cay thôi. Vậy là mình đã được món bê xào xả ớt rồi. Ớt rất là thơm luôn ạ. Đấy, thành phẩm của mình đấy, sau khi làm xong đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà muốn ăn tiêu cay nữa thì mình có thể cho thêm tiêu nhé, như vì lúc trước mình đã cho rồi ấy. Đấy, các bạn thơm nữa thì chúng ta sẽ rắc một chút tiêu lên trên. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong là món bê xào xả ớt thơm ngon như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Với món này thì chúng ta có thể làm một món nhậu hoặc ăn với cơm đều được ạ. Hoặc các bạn có cỗ chúng ta có thể xào lên cho gia đình nhà mình ăn với những món ăn ngon nhé.
Nhiều lúc chúng ta ăn thịt bò nhiều ấy thì nó chán, và chúng ta có thể thay đổi bằng thịt bê cho bữa ăn gia đình nhà mình nó khác hơn. Với cái bì của bê ấy, ăn cũng rất tốt cho xương khớp ạ. Nên là chúng ta có thể ăn những cái bì heo, bì bê là mềm ngon hơn là